Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh kính mến. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu một dòng sản phẩm chủ đạo trong hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chất lượng của Galaxy Education. Sản phẩm mang tên EasyPass, giỏi tiếng Anh toàn diện dành cho lứa tuổi thiếu niên. Trước tiên, hãy cùng lắng nghe tâm sự của một người mẹ trong quá trình tìm kiếm khóa học tiếng Anh online cho con như thế nào nhé. Chương trình học tiếng Anh mỗi ngày mỗi khó nên bé nhà mình cứ kêu than rằng học trên lớp và kể cả học thêm cũng không đủ. Thế là mình đã phải đi mày mò đi kiếm cách học tiếng Anh tại nhà để bổ trợ thêm cho bé có thêm kiến thức. Và rồi may mắn làm sao khi mình được một người bạn giới thiệu cho khóa học tiếng Anh EasyPass cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi này. Đây là một khóa học tiếng Anh phát triển toàn diện cả về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điều khiến mình yên tâm chính là đội ngũ giáo viên vô cùng giàu kinh nghiệm tới từ cả trong nước và quốc tế. Các thầy cô đều đạt các chứng chỉ quốc tế và có kinh nghiệm dạy học online. Đặc biệt hơn so với những khóa học online khác mà mình đã tìm hiểu, đó chính là EasyPass có cả những buổi học dạy kỹ năng giúp cho bé tiếp thu tiếng Anh tốt hơn và được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết trong xã hội hiện đại. Ồ, mẹ Giang đã tìm được khóa học gì mà có nhiều điểm vượt trội như vậy? Hãy cùng xem tiếp nhé! Nếu ba mẹ và các bạn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang tìm kiếm một chương trình học tiếng Anh nhằm giúp sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các tình huống thực tế, thành thạo 4 kỹ năng và nâng cao kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, luyện thi chứng chỉ Cambridge English, KET, PET, FCE, thì EasyPass chính là khóa học tiếng Anh trực tuyến tuyệt vời mà ba mẹ và các bạn học sinh nên lựa chọn để giỏi tiếng Anh một cách toàn diện. Vậy chương trình học của EasyPass có điều gì đặc biệt? EasyPass là chương trình học tiếng Anh toàn diện bởi khi học tại EasyPass, học viên được phát triển 4S và 3K. 4 kỹ năng tiếng Anh đồng thời xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Chương trình đặc biệt phù hợp với học sinh từ 11 đến 18 tuổi với đủ các khóa học dành cho trình độ từ A1 đến B2 với tính tương tác cao nhất trên thị trường. Học tập trên nền tảng Class-in tăng tính kết nối giữa giáo viên và học viên. Rèn luyện và học tập trên hệ thống LMS sử dụng công nghệ X5P. Tính năng luyện phát âm Talk2Me sử dụng công nghệ AI. Mô hình dạy học 7Y và phương pháp tiếp cận theo các hoạt động. Khóa học EasyPass có tính ứng dụng cao nhờ vào các buổi học ngoại khóa nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế như thuyết trình, lên kế hoạch, cách làm khảo sát và các bài học về kiến thức xã hội. Bên cạnh đó, EasyPass định hướng thi chứng chỉ Cambridge English tốt nhất khi sử dụng bộ giáo trình Prepare, độc quyền của nhà xuất bản Đại học Cambridge. Đây là bộ giáo trình có tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng cao nhất trên thị trường hiện nay, đáp ứng được về học tiếng Anh định hướng thi chứng chỉ Cambridge, KET, PET, FCE. Hãy đăng ký ngay để nhận bài kiểm tra trình độ miễn phí của EasyPass ngay hôm nay. Scan QR code trên đây hoặc truy cập đường link ở phần mô tả để kiểm tra năng lực miễn phí và nhận tư vấn lộ trình học thích hợp nhé.